Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Có bao nhiêu bạn đang sử dụng máy cắt cỏ Echo IE46? Và có bao nhiêu bạn đang khóc dở, mếu dở khi các bạn sử dụng cái chụp giật của các bạn bị hỏng? Chắc chắn rất là nhiều đúng không? Thật sự luôn, chúng tôi Điện Máy Minh Sơn đã triển khai Echo IE46 ra thời gian cũng được khoảng tầm một năm rưỡi. Và rất nhiều bác phản hồi với Điện Máy Minh Sơn là cái ốp giật này nó bị hỏng. Thật sự luôn thì nếu mà phân tích về vấn đề nó bị hỏng ấy thì có rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái ốp giật này, bu li của nó chỉ có 2 chấu thôi, rất là mỏng manh. Thứ hai nữa là cái con Echo IE46, cái piston của nó là 42 ly. Chính vì vậy cái hơi của nó rất căng và nặng, cộng với cái yếu tố cái ốp giật này, cái bu li nó chỉ có 2 chấu thôi. Chính vì vậy các bạn sử dụng, một là cái kỹ năng của các bạn giật nó không khéo, hai là do những cái yếu tố mình vừa nói ấy, nó dẫn đến hiện tượng là hỏng ốp giật. Ok, chúng ta hôm nay không bàn về vấn đề, chúng ta chỉ bàn về giải pháp. Đúng. Hỏng thì cũng đã hỏng rồi, đúng không? Hợp lý. Và khi hỏng thì các bạn muốn sử dụng tiếp thì các bạn làm thế nào? Tất nhiên là chúng ta phải thay. Và khi mà các bạn thay một cái ốp giật hãng như thế này thì số tiền các bạn sẽ bỏ ra khoảng tầm 800.000. Hả? Các bạn có tin vào tai các bạn không? 800.000 đấy ạ. Đéo tin. Mình nghĩ rằng mình cũng không tin vào tai mình khi mà nhận được thông báo về giá của cái ốp giật này. Rất ngại khi mà trả lời với khách rằng: anh ơi, cái ốp giật của anh 800.000. Trước có một khách họ báo với mình là hỏng ốp giật, và họ nghĩ rằng cái ốp giật này rẻ, bảo là mua phát 2-3 cái sơ cua. Sau khi nghe xong giá thì ngã ngửa và thậm chí còn không dám thay. Mãi đắn đo mới dám bỏ tiền ra để thay một cái. Điều đấy là mình đau đáu, suy nghĩ rất là nhiều. Nhiều đêm trằn trọc, nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Làm gì đấy? Không biết làm thế nào cả. Và cuối cùng mình đã liên hệ với một số cái nhà máy bên Trung Quốc. Và mình quyết định ra khuôn và đổ cái ốp giật này. Thật sự luôn đấy, hôm nay nó đã có tại Điện Máy Minh Sơn đây. Và cái ốp giật này là ốp giật sử dụng cho cắt cỏ Echo IE46. Thật sự luôn rất tâm huyết đấy, thì mình mới làm. Những cái sản phẩm nào mình bán ra mình rất muốn có trách nhiệm với cả người tiêu dùng. Bởi vì mình bán hàng ra mà, người tiêu dùng là người ủng hộ mình, tin tưởng mình, người ta mua. Xong lúc mà nó không được như kỳ vọng, hoặc là nó hỏng mà mình không xử lý được, mình rất áy náy. Chính vì vậy mình sẵn sàng bỏ ra mất gần 20 triệu tiền khuôn, cộng thêm phải đặt số lượng khá là lớn cái này thì mới có thể đặt được cái ốp giật Echo IE46 này về. Và hiện tại mình khẳng định luôn, tại Điện Máy Minh Sơn mình là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại luôn ấy, là có cái ốp giật Echo IE46 này. Và đây, đây là cái ốp giật của nó, các bạn có thể thấy được. Đây, cái ốp giật của nó đây nhá. Cái này thì nhựa của nó cũng làm bằng chất liệu PA6, rất là tốt. Bu li của nó cũng như những dòng bu li 30 thôi. Thật sự luôn, nhìn hình dáng thì các bạn cứ tưởng tượng ra cái ốp giật của 30 thôi, nhưng mà nó khác một chút về thông số. Chính vì vậy là các cái ốp giật hiện tại trên thị trường nó không vừa. Như vậy thì mình phải mở khuôn làm. Một số bác bảo là chỉ thay bu li này, nhưng mà thực sự ấy, các bạn hiểu không? Cái ốp giật này nó có một cái trụ ở đây này, bắt vào, bắt ốc vào, xong mới bắt cái bu li này vào. Một, nếu mà các bạn bị đứt cót thì các bạn thay bu li nó có giải quyết được vấn đề gì không? Đúng không ạ? Thứ hai là các bạn bị gãy cái trụ vắt ốc này thì thay bu li nó có giải quyết vấn đề gì không? Đúng không? Không phải là cứ hỏng là chỉ hỏng bu li, nó hỏng rất nhiều yếu tố. Đấy, như các bạn thấy, nó có thể hỏng cót, nó có thể hỏng trụ, led trụ này, thì chúng ta đã không thể nào sử dụng được rồi. Cái này nhá, mình đặt pu li này cũng là pu li nhựa PA6, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhá. Đây, ốp giật của nó đây. Tay giật cầm rất là chắc chắn nhá, cũng không hề kém so với hàng xịn đây. Đây, hàng xịn đây, mình xé ra cho bạn xem luôn. Thật sự luôn, bên mình cũng rất là ngại xé những cái này ra, bởi vì nó đắt hay không nó khác nhau, có cái tem này, Made in Japan này. Đây, mình xé ra cho bạn xem. 800.000 đấy ạ. Đây, đây ốp giật xịn đây. Ốp giật hãng đây mà các bạn nhìn cái tay của nó nhá. Tay của nó này, còn nhìn còn không bằng cái tay này luôn. Đúng không ạ? Đây, mình nói có sách mách có chứng, không phải là dìm bên nào cả. Và đây các bạn có thể nhìn thấy này, cái dây này của nó nhìn nó còn mỏng manh hơn cái dây này. Đan cảm giác bố còn chặt hơn, đúng không? Đây, mình nói mình dựa luôn vào sản phẩm luôn, chứ không phải là mình dìm bất kỳ một cái bên nào cả.
Đấy, cái khác thì là cái nhựa buli của cái ốp giật chính hãng nó có 1, 2, 3 cái dòng số ở đây thôi. Đấy, thế thôi, nó chỉ khác thế thôi. Một cái này các bạn bỏ ra 800.000, cái này thì các bạn bỏ ra 170.000. Như vậy mình đã cố gắng tiết kiệm được cho các bạn rất rất nhiều rồi, 170, 800.000 thì là bao nhiêu? 630, rẻ hơn được 630.000 nha các bạn nhé. Rồi, đến bây giờ thì có sản phẩm rồi, có ốp giật rồi, các bạn tự tin mà bung lụa thôi. Hãy giật như, hãy giật và trả thù cái máy của bạn. Giật thoải mái, giật như phá luôn. Để các bạn thay vào cho nó đỡ đứt. Nhiều khi ngày xưa các bạn giật cứ phải rón rén sợ nó học phát mất 800.000, đúng không? Đúng, giờ đúng. Cứ giật phá đi. Ở điện Nam Sơn có rồi, chỉ 170.000 thôi. Rồi một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Hy vọng rằng cái sản phẩm này sẽ giúp các bạn có thể tự tin hơn khi sử dụng máy một cách hiệu quả hơn. Rồi, cảm ơn, xin chào. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.